Tôi ghi nhận rằng là thực tế trong các báo cáo nghiên cứu của nước ngoài đó, là cứ khoảng chừng 3% bệnh nhân đến khám trong bối cảnh ngoại trú trong báo cáo nước ngoài là có than phiền tiền ước. Và trên kinh nghiệm của tôi cũng thấy là thực tế là bệnh nhân cũng đến mà đôi khi bệnh nhân có vấn đề ngứa nhưng bệnh nhân không có thể hiện ra bên ngoài, bệnh nhân nói rằng là anh là bác sĩ đa khoa, anh là bác sĩ về dạ dày thì anh không có chăm sóc vấn đề về da liễu. Nhưng mà một khi các chị đã chứng minh được rằng là tôi cũng chăm sóc một cách toàn diện các vấn đề, trong đó các bệnh lý về da liễu cũng nằm trong cái phạm vi chuyên môn của bác sĩ đình, thì khi đó người ta sẽ thổ lộ ra, ta sẽ nói là các chị thấy là tôi cũng vấn đề ngứa cho phép, thì đó cho phép chúng ta khai thác được một cái tỷ lệ rất lớn bệnh nhân trên thực tế lâm sàng có vấn đề về ngứa. Ngoài ra một số như chúng ta trình bày là một số bệnh lý về nội khoa cũng thể hiện vấn đề về ngứa, thì đó là cái lý do chúng ta có thể thấy rằng là cái bài hiện nay là đáp ứng trực tiếp cái nhu cầu của chúng ta trong bối cảnh mà chăm sóc đa khoa thì hiện nay. Về cảm giác của da thì khi ta lật là sách về sinh lý bệnh đó là ghi nhận như sau: tất cả những cái mức độ cảm giác từ nhậu nhẹ nhẹ là nhậu sờ chạm cho đến hơi hơi chăm chích rồi rát đau đến ngứa rồi sờ ngứa chính giữa rồi rát đau sau đó vân vân, thì tất cả những cái mức độ về cảm giác của chúng ta mô tả là nãy giờ tiền truyền duy nhất một dây thần kinh đi về não thôi. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao tất cả điều truyền duy nhất trên một dây thần kinh điều cũng tín hiệu nhất là kích thích để ngoại biên, nhưng mà làm sao mà não hiểu được đâu là ngứa, đâu là nhộng, đâu là đau? Đó là cái câu hỏi đầu tiên, ta thấy thắc mắc có vấn đề gì đó. Câu hỏi thứ hai là khi các chị thấy bệnh nhân ngứa, lập tức người ta sẽ giải. Thì hàng những ca đỏ mày đai, người ta nổi mày đai dưỡng, người ta gãi dữ lắm. Thì người ta gãi xong người ta thấy đỡ khó chịu hơn. Câu đặt ra là tại sao người ta gãi để đỡ khó chịu hơn so với vấn đề ngứa? Hay là trong những trường hợp ta thấy rằng là thọt lét, cười khó chịu vân vân, thì nó cũng thấy là cái mức độ kích thích mặc dù nó đơn giản nhưng mà tại sao não chúng ta diễn giải bằng cái hiện tượng khó chịu nhiều hơn? Thì điều đó trong số một vấn đề ta phải coi là trong cái việc diễn giải kết quả đó là cơ chế nhận sinh của nó. Thì cái ý thứ tư là kích thích yếu nó gây ngứa và kích thích mạnh thì nó gây đau, thì cho thấy rằng là ngứa chỉ là mức độ nhẹ trong quá trình cái chủ kích thích từ mức độ nhẹ nhất là sờ thọt lét tăng dần lên mức độ là đau rát nóng bỏng trên da. Thì khi coi lại các cơ chế nhận sinh đó, thì chúng tôi ghi nhận rằng đó là thực tế cái histamine mà chúng ta hay nói là khi mà bệnh nhân ngứa thì chúng ta dùng các cái ức chế histamine nhóm 2 rồi xin lỗi nhóm 1 trước rồi sẽ khuyến cáo của Mỹ đã sử dụng cả nhóm 2 vân vân. Thì thực tế thì trên lâm sàng chỉ có một số ít các trường hợp là ngứa nó thông qua cơ chế histamine, và phần lớn các trường hợp thì lại ngứa, phần lớn các trường hợp bệnh nhân đến khám chúng ta do ngứa kéo dài lại là ngứa không liên quan histamine. Thì đó cho phép là giải thích là một số tình trạng bệnh nhân khi chúng ta sử dụng thuốc ăn histamine nó không có đáp ứng hiệu quả như chúng ta kỳ vọng. Thì liên quan cơ chế bệnh sinh thì tôi xin dùng một cái hình ảnh bên ngoài gồm có hai người, một người đang nói, một người đang nghe, để chúng ta bên ngoài cái cơ chế. Thì cái người đang nói xin lỗi, cái pointer nó không có hiện lên tốt. Cái người đang nói nó tượng trưng cho cái tế bào neuron cảm giác từ ngoại biên, còn cái người đang nghe nó tượng trưng cho cái tế bào neuron ở thần kinh trung ương đang diễn giải thông tin. Thì cái người nói á, thì sẽ truyền cái thông điệp tôi đang có cái gì đó, truyền cái thông điệp đó đi theo dây thần kinh vào trung ương để báo trung ương biết là cái tình trạng ngoại biên nó như thế nào. Thì vấn đề đặt ra là trong cơ chế đầu tiên, đây tôi để số 1, cơ chế đầu tiên có nghĩa là có một cái tác nhân nào đó chúng ta kích thích lên cái thụ thể thần kinh ngoại biên. Và khi kích thích lên như vậy á, thì nó cái thụ thể ngoại biên mới nói là tôi đang bị ngứa, và nó truyền cái thông tin về não, não nhận thông tin nói rằng là rồi ở vị trí đó nó có ngứa. Thì đây là cái cơ chế đầu tiên. Thì trong cơ chế này á, thì cái thụ thể đóng vai trò quan trọng đó là cái thụ thể cảm giác đau tại vùng da, nó cho phép cảm nhận các mức độ tổn thương khác nhau từ nhẹ đến nặng, thì liên quan đến là mức độ là cái phóng thích của histamine như thế nào. Thì do nó liên quan đến chức của histamine, do vậy chúng ta sẽ có bên cạnh do chứng bệnh ngứa, do histamine nó kích thích lên thụ thể thần kinh, thì nó có những cái sản phẩm khác, những cái hiện tượng khác liên quan đến histamine. Ví dụ như trường hợp nào các chị, do chứng gì các chị ạ? Liên quan histamine. Khi mà histamine nó phóng ra thì nó sẽ có dấu chứng gì các chị? Dạ.
nó sưng lên, nó sẽ thẩm nhuận, nó giãn mạch, nó giãn mạch nó sẽ đỏ da, rồi nó sẽ thoát mạch, nó sẽ gây phù xung quanh đó, nó sưng lên. Và nếu mà nó phù quá rộng á, phù quá chặt á, nó sẽ đè sập các mạch máu trung tâm tiểu thùy, thì khi đó nó là cái tình trạng mà trắng da mà chúng ta sẽ thấy trong hình ảnh về cái bài đai. Thì vậy cho vậy, nếu chúng ta muốn phân biệt cái thể lâm sàng này thì ta nói là có chăng sự tham gia của histamine trong cái trường hợp như này đối không, thì chúng ta tìm kiếm các dấu chứng phụ. Nếu cái dấu chứng phụ này thể hiện đúng đặc thù của histamine thì đó chính là những cái nhớ liên quan đến histamine. Đến cái nhóm thứ hai thì nó không có kích thích gì hết, nó không có kích thích nào liên quan đến bản chất của ngứa, nó nằm ở trong đâu thì nó liên quan đến cái yếu tố là cái người này dễ nóng giận, cái tế bào thần kinh ở ngoài biên nó dễ bị kích thích, nó nhạy cảm với kích thích, là không cần tác động, không cần cái yếu tố ngoại biên tác động mà nó đã phóng điện. Thì cái này nó là do cái tính nhạy cảm màng tế bào thần kinh, do tính nhạy cảm nó tăng lên, thành ra cái điểm ngưỡng để mà kích màng của tế bào thần kinh nó giảm xuống thấp. Rồi khi nó giảm xuống thấp như vậy thì một kích thích mà trước đây chúng ta xem như là không có tác dụng gây ngứa, không có ảnh hưởng gì hết, thì ngược lại tới trường hợp bệnh nhân đã có tình trạng giảm điện ngưỡng của màng tế bào xuống thì lập tức cái kích thích nó lại làm phóng điện, và khi phóng điện như vậy thì tế bào thần kinh lại chuyển cái thông tin nó về não, và não nó chuyển giải bằng thông tin ngứa. Thì cái trường hợp thường gặp nhất là những bệnh nhân có những cái chất độc làm kích thích cái thụ thể thần kinh, ví dụ chẳng hạn như trong cái các chất độc cho bệnh nhân sơ gan giai đoạn cuối, bệnh nhân ung thư gan, xin lỗi, bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, bệnh nhân sử dụng các thuốc mà có tính chất là độc tế bào giai đoạn, thì các cái loại đó nó đều là ảnh hưởng lên màng tế bào thần kinh, dẫn đến cho tế bào thần kinh nhạy cảm và dễ phóng điện. Trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng là nó không rõ ràng, nó không có một kích thích ngoại biên nào liên quan đến histamine hết, do vậy chúng ta sẽ không thấy những dấu chứng phụ của histamine. Ta thấy trong không có một dấu chứng gì phụ, không có dấu chứng gì đó về giãn mạch, không có dấu chứng gì về sưng viêm ngay tại chỗ gì hết. Đó là đặc thù của nhóm số 2. Qua nhóm số 3 thì chị thấy rằng là đối với nhóm này thì cái người ở ngoài biên á, cái thông điệp của tế bào thần kinh ngoài biên gửi về thần kinh trung ương nói rằng là ở đây bình thường, không có gì cả nha, tôi không có ngứa. Nhưng mà do cái vấn đề dẫn truyền các tín hiệu từ ngoại biên vào trung ương đó, nó bị nhiễu do nhiều lý do khác nhau, thường là do tổn thương bao myelin hoặc là do tổn thương sừng trục, nhưng mà hiếm hơn, đa phần là tổn thương bao myelin. Thì trong trường hợp đó tín hiệu đi về nó bị bóp méo đi, bị thay đổi, dẫn đến tình trạng là tế bào thần kinh trung ương nó diễn giải thông tin sai và nó xem như cái kích thích này là một kích thích nước. Thì gặp rất nhiều trong những tình huống này, chúng ta thấy là liên quan đến tổn thương thần kinh. Thì tổn thương thần kinh này có thể do tổn thương do trực tiếp do tế bào thần kinh bị tổn thương liên quan đến miễn dịch, ví dụ như tổn thương bao myelin trong viêm da dây thần kinh, hay là tổn thương sợi trục liên quan đến vấn đề về bệnh nhân bị chấn thương kéo giãn, hay là tình trạng nuôi dưỡng thần kinh ngoài biên nó bị yếu, ví dụ chúng ta gặp trong bệnh lý suy tĩnh mạch chi dưới, suy động mạch chi dưới, tắc mạch, v.v. hay là bệnh nhân thiếu máu ngoài biên cho hẹp cách, hay là trong một cái nhóm hiếm gặp hơn là bệnh lý liên quan đến cái rối loạn nuôi dưỡng, mà cụ thể nhất là bệnh nhân đái tháo đường khi nó thiếu hụt insulin và tế bào thần kinh bị tổn thương. Thì cái tổn thương insulin chỉ là tổn thương tế bào thần kinh do thiếu insulin đó, là dạng tổn thương sợi trục. Thì các dạng tổn thương này dẫn đến là cái sợi dây điện nhông mạch kép là những gì từ ngoài biên về trung ương nó bị hư và nó làm cho tín hiệu bị nhiễu đi. Thì cũng như đặc thù của nhóm 2, nhóm 3 cũng vậy, không có bất cứ một dấu hiệu nào liên quan đến histamine trong cái tình thể mà diễn giải cơ chế này cả. Đến nhóm thứ tư, như đã trình bày trong đầu phần đầu của bài báo cáo, là ngứa là một diễn giải mang tính chất chủ quan, tức chủ quan. Thì cái chủ quan này có thể do chủ quan do bệnh nhân vô ý tự, có thể là do chủ ý trước đi, chủ ý là bệnh nhân là coi như là nó là quá ngứa, khó chịu, thành ra mới gặp cái tụng bực nào đó là cả sẽ thấy cơ tay nó hơi cực động động, hơi khó chịu vân vân. Hay là chúng ta có thể những cái, không biết anh chị gặp không, nhưng mà tình huống tôi gặp đó là có nghĩa là dựa cả trên cái bàn á, khi cả trên cái bàn cùng da tiếp xúc với cả biết cái vùng cổ tay, nhất là chúng ta làm việc như máy vi tính thì khi đó nó sẽ chích ngứa ở những vùng cổ tay cho nó chích nhẹ, hoặc là cái tình trạng ngứa cho tâm thần, bệnh nhân diễn giải ngứa mà đặc thù nhất thì y văn mô tả hay thường nói đến chính là hiện tượng bàn chân ma hay bàn tay ma. Thì hiện tượng bàn chân ma hay bàn tay ma có nghĩa là một cái vùng cơ thể nó bị động đi rồi,
nó đòn đi rồi, nó không còn nữa, nhưng mà trong não bệnh nhân nó vẫn còn cái cảm giác ngứa ngay vị trí đó, cảm giác khó chịu ngay cái vị trí mà cái bàn tay nó bị mạch trong các vùng đó, thì cái đó là dạng ảo giác hoàn toàn. Cái ảo giác này nó hoàn toàn không có liên đới bất cứ một cái tín hiệu thần kinh từ ngoài biên hay là cái tác nhân kích thích ngoài biên, mà là do bản thân não nó chuyển dạng cái thông tin đó là ngứa. Và cũng như các nhóm 2 và nhóm 3 thì cái nhóm 4 này cũng không có vai trò của histamine. Tôi xin nhấn mạnh tại sao, để chiếm đây là cái điểm mấu chốt trong vấn đề điều trị lâm sàng của anh chị. Một bệnh nhân đến ngứa mà cái điểm đầu tiên phải trả lời là cái ngứa này có liên quan histamine hay không liên quan histamine, tại vì chúng ta điều trị sai không tác dụng gì hết. Đến cái phần kế tiếp thì tôi sẽ trình bày thông qua một số cái thể lâm sàng. Thì như chúng ta thấy rằng là trong cái phần đầu tiên tôi đã báo cáo về bốn cái cơ chế sinh ngứa, bốn cơ chế mà giải thích tình trạng ngứa trên lâm sàng, thì cũng tương ứng với bốn cơ chế đó, tôi xin tóm tắt thành bốn cái thể lâm sàng và giúp cho anh chị làm phân biệt rất là nhanh. Chỉ cần chúng ta nhìn bệnh nhân hỏi hai ba câu chúng ta đoán được cái thể nào ở đâu, thì nó bốn thể lâm sàng tương ứng. Bốn thể này tôi bằng bốn ba cái màu khác nhau, với cái màu đỏ là đặc thù riêng của histamine, tới cái màu xanh đó là liên quan đến cái vấn đề về hoặc là tổn thương mặt cấu trúc hoặc là rối loạn mặt chức năng của các dây thần kinh, và cái màu đen là liên quan đến cái cơ chế tâm thần của chuyển giải của thần kinh. Bốn thể này nó khác nhau rất là nhiều. Thì đầu tiên như đã trình bày, chúng ta bắt đầu bằng cái thể đầu tiên. Thể này là thể tầm dấu ấn của histamine. Histamine là các chị thấy là histamine, thực tế khi ta nhắc histamine chúng ta thường nhắc đến cơ chế phản vệ, cơ chế giãn mạch, cơ chế về thẩm nhuận phù xúc tiết, nhưng mà bản thân histamine cũng là một chất dẫn truyền thần kinh. Đó lý do, nó lý giải tại sao histamine có thể kích thích vô cái đầu thần kinh gây phóng điện. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai là bản thân histamine cũng là chất dẫn truyền thần kinh. Đó là lý do tại sao mà khi chúng ta uống các thuốc antihistamine thì chúng ta có cảm giác buồn ngủ, tại vì histamine tham gia vào chất dẫn truyền thần kinh của các tế bào neuron trong não. Khi mà chúng ta ức chế histamine ngoài biên thì nó có tác dụng là nó giảm bớt các phản ứng viêm tại ngoài biên, nhưng mà chúng ta nó vô được não thì nó làm cho giảm luôn các hoạt động của não, nó làm chúng ta buồn ngủ, nó tham gia được. Đó lý do tại sao các chị điều trị antihistamine trong trường hợp bệnh nhân bị các vấn đề về chóng mặt rồi buồn ói buồn nôn rồi vân vân, thì nó là lý do, đó là tại vì chúng nó tham gia vào đó là như một cái chất dẫn truyền thần kinh. Thì do histamine giữ vai trò chính và histamine lại có những tác dụng phụ, ví dụ như là giãn mạch, thành ra khi mà giãn mạch thì ta sẽ thấy là nó có đỏ da, giãn các vi mạch máu tại da nó đỏ da, hay là nó làm thẩm nhuận làm phù, hay nó làm cho bị giãn mạch hàng loạt, chúng ta có những dấu chứng như là phù gan tỏ và phù kim rồi gây sốc vân vân. Với những dấu chứng đó lập tức nó thể hiện ở trên da, thành ra đặc thù của thể lâm sàng này là thể ngứa kèm sang thương da, nó phải có sang thương da, và tôi xin nhấn mạnh là sang thương da nguyên phát. Cái sự khác nhau giữa sang thương da nguyên phát và thứ phát thì nó không phải là chủ đề ngày bài hôm nay, nhưng mà chúng ta dễ dàng phân biệt như sau: sang thương da nguyên phát chính là cái sang thương giải thích tình trạng ngứa, còn sang thương da thứ phát là cái ngứa nó ngay từ một số động tác mà chúng ta làm, động tác khác nó làm cho nó xuất hiện cái sang thương da thứ phát. Sang thương da nguyên phát ví dụ như tay có giá, có sẩn, có sần, có lét, chúng ta có bóng nước hay là có vân vân, một số cái u sần, thì cái đó là sang thương da nguyên phát. Thì nó, do đây là đặc thù của bệnh này, thành ra đối với thể lâm sàng phải là một cái thể có ngứa kèm với sang thương da nguyên phát. Còn nếu sang thương da thứ phát không có giá trị chẩn đoán. Các chị sẽ thấy một số ca lâm sàng tôi mô tả có hàng loạt sang thương da, nhưng các sang thương da là thứ phát hết, thì nó không có vai trò trong cái vấn đề là khẳng định cái thể ngứa này là do thể histamine. Và đây là do nó có thể kèm sang thương da, thành ra bệnh nhân thường khi đến khám là bác sĩ da liễu thì nói là để tôi có vết thương trên da, có tổn thương trên da mà tôi có ngứa, thành ra khám bác sĩ da liễu, thành ra nó là tổng chủ chuyên khoa về da liễu. Thì đó không có nghĩa là các anh chị với bác sĩ, với vai trò bác sĩ đa khoa tổng quát, bác sĩ gia đình không chữa được. Và tôi nghĩ rằng là tôi kỳ vọng nha, không biết các anh chị có tin không, nhưng mà tôi tin rằng là sau buổi hôm nay các chị điều trị ngứa phần lớn các trường hợp. Giống như tôi không bỏ ca ngứa nào qua da liễu cả. Thì đó là cái niềm tin của tôi, và tôi kỳ vọng các anh chị cũng thấy điều đó vào cuối bài ngày hôm nay.
và do nó liên quan cơ chế histamine, thành ra điều trị kháng histamine là điều trị đầu tay. Trong điều trị kháng histamine ta có nhóm 1, nhóm 2, vân vân, và nhóm 1 có ngoại biên, có hướng thần, chúng ta sẽ cùng nhau bàn phút cuối. Thì với cái thể nước kèm sang thương gia thì là tôi mang đến bài báo cáo ngày hôm nay một số hình ảnh bên ngoài thì mà là sang thương gia nguyên phát. Chúng ta có sang thương vân vân, thì đầu tiên chúng ta có sang thương sẩn và bông vẩy. Cái bông vẩy này nó là sang thương thứ phát nha anh chị, nhưng mà chúng ta đi vô đây để chúng ta có đưa một số cái bệnh cảnh. Và chúng ta có bao gồm có chàm da, có ly sinh phẳng, có viêm da tiết bã, có vẩy nến và vẩy phấn hồng. Đây là sang thương chàm da. Cái chữ chàm da được mình nhìn nghĩ cho đơn giản, chàm da là hiện tượng viêm da. Thì trên cái sang thương này quý khách chị thấy được không? Xin lỗi, tại vì cái pointer này nó không có hiệu quả. Trên cái vùng sang thương da này á, thì chúng ta thấy có một cái vùng da sần sùi nằm chính giữa. Cái vùng da sần sùi này nó, cái vùng phía trên đây, cái sần sùi đó thể hiện là có tình trạng thẩm nhuận ngay cái vùng mô bì và bì nông. Nó thẩm nhuận, nó làm cho cái vùng da nó dồ lên, mật độ hơi cứng, cái chị sờ thì mật độ nó cứng. Cái sự cứng đó hay là tình trạng cứng da đó, đó là tình trạng cái vùng da nó bị thẩm nhuận chất viêm và nó cứng lên như là hiện tượng phù. Và nó không có điều là nó có gồ ghề, do nó phù quá nhiều thành ra cái vùng sưng chính giữa nó phù nhiều, nó sẽ làm ngăn, nó làm đè xẹp cái mạch máu, cái viên mạch máu. Do vậy cái vùng da chính giữa nó sẽ sáng màu, trong khi cái vùng phù xung quanh đó, nó phù nhẹ. Thì khi nó phù nhẹ, nó giãn mạch thì mạch máu xung quanh nó sẽ đỏ hơn. Thành ra khi mô tả sang thương, cái gì nhìn vô rất là dễ thấy là một cái sang thương có một cái vành màu đỏ xung quanh và có một cái vòng trắng da hơn, sáng da hơn nằm chính giữa. Cái sáng da hơn thì chỉ nói là tình trạng nó phù rất nặng ở chính giữa. Đây ta thấy tình trạng chàm da là viêm da nằm ở nốt bên kia. Thì khi muốn đánh giá được tình trạng bị phù nông hay sâu á, các chị cần phải sờ. Khi chị sờ á, cái vùng diện tích cái bề dày của vùng phù á, nó dày á thì nó phù sâu, còn cái nó mỏng hơn á, nó không có dày á thì nó là phù nông. Ngoài ra ta có một số cái biện pháp đánh giá, thì hạn như là đo có thể cái góc của cái vấn đề sang thương đó so với bề mặt da nó vuông hay nó tù. Nó vuông thì nó là nông, còn nó tù là sâu. Thì cái này tôi xin lỗi là chúng tôi không có một cái hình để minh họa mức độ sâu với nông, tại chúng ta phải cần phải sờ bóp để đánh giá được, chứ không nhìn ta rất là khó đánh giá là nó phù nông hay phù sâu. Ở đây một cái ly sinh phẳng, ly sinh là một tình trạng tăng sinh của mô thượng bì, nó dày lên. Khi nó dày lên thì nó tạo những cái nếp gấp da. Thì trên cái hình này chúng ta có một cái vết gọi là vết sẹo. Vết này, vết sẹo. Thì cái này theo các chị, vết sẹo này là do bệnh lý hay là do tác cái ngoại lực bên ngoài? Do cái bệnh lý từ da hay do cái ngoại lực bên ngoài? Dạ, các chị tiếp tục. Do cái ngoại lực, tại sao chị nói như vậy ạ? Nó đường thẳng. Các chị ạ, đó là chính là cái ý hồi nãy tôi trình bày, bản thân sang dương thương gia không có vấn đề, nhưng mà những cái thông tin mình gián tiếp đây không có bệnh nào mà đi một đường thẳng như vậy đó, quá thẳng. Thì cái này là một động tác do bệnh nhân cứ cào cấu gãy tiếp, nó dày da lên. Thì khi nó dày da lên đó, chúng ta thấy cái tình trạng đỏ, mà dấu chứng đỏ là dấu chứng của histamine, chúng ta còn nhiều không nhất. Nó dày da, khi nó tăng sinh dày da như vậy thì bệnh nhân cảm giác ngứa, ông nói rồi. Nhưng mà để biết được tình sao cái tình trạng dày da thượng bì, chị nhìn những cái nếp gấp của da, những cái vụ ngấn trên da, thì cái nếp nó càng nhiều chứng tỏ là lớp thượng bì nó càng dày. Đó. Bên cạnh cái vấn đề về cái sang thương cạnh đó, có một số sang thương nằm rải rác, có nếp này, có dày da vân vân do động tác gãy. Bệnh nhân này bị viêm da thôi, mà nó gãy, bệnh nhân gãy nhiều quá nên là viêm da nó hiện tới lại. Đây là viêm da tiết bã. Đây là vùng đũa của bệnh nhân, ta thấy rằng là có những cái mảng mài, cái mảng mài như ta nói rằng là cái mài này từ đâu ra các chị ạ? Cái mài này chính là cái chất xúc tiết của tình trạng da viêm. Khi bị viêm chỗ nào thì chỗ đó nó sẽ chảy dịch. Thì khi nó chảy cái thanh dịch nó ra, cái thanh dịch nó sẽ khô lại, đóng lớp mài. Lớp mài này nó đóng, và khi nó đóng như vậy á, thì vi trùng sẽ ăn cái lớp mài đó, nó tạo thành màu vàng. Còn nếu lớp mài nó ra máu nhiều, nó sẽ nó làm màu đen. Vì nếu chúng ta nhìn cái này, chúng ta biết được là tình trạng viêm da cấp. Một tình trạng viêm da cấp xúc tiết, và khi nó xúc tiết nó khô tạo ra lớp mài. Nên này chúng ta thấy một số đốm màu vàng. Màu vàng nó chỉ nói là cái lớp mài nó bị nhiễm trùng, nó không nói được là cái con vi trùng đó là tác nhân gây viêm da. Nó có thể do bất cứ nguyên nhân nào, có thể do tụ cầu hoặc do thậm chí trong bệnh chàm da cấp, nó cũng có xuất hiện tình trạng này. Thì đây là một bệnh nhân có xuất hiện một tổn thương viêm da, da đỏ cộng xuất tiết nhiều,
trên cái thành xúc tiết đó nó có bọ nhiễm một ít cái tụ cầu vàng. Chúng ta để ý cái vùng nét mũi, vùng nét mũi này rất nặng anh chị ha. Thì đây là cái vùng mà phân bố của da tiết bã, thì đây là cái tình trạng viêm da tiết bã. Viêm da tiết bã này có thể vô khuẩn hoặc là có vi khuẩn, mình có thể mình không biết được, nhưng mà mình điều trị thì cái này nó liên quan đến histamine. Bệnh này chắc anh chị chắc cũng biết rồi ha, bệnh vẩy nến. Đặc thù bệnh vẩy nến là một cái tình trạng tăng sinh của lớp thượng vị, nó làm nó tăng sinh nó quá nhanh, thành ra cái lớp thượng vị nó dày lên. Tình trạng tăng sinh là nó dày lên, chứ nó dày quá nhanh như vậy, nó bong ra quá nhanh, tạo những lớp vẩy bong ra. Chúng ta thấy những màu trắng này, cái trắng này nó chỉ các cái vẩy trắng là cái vẩy bong da, thì do nó bong da thì nó tạo màu trắng. Cho nên ví dụ cho nên dễ cho chị tưởng tượng, chúng ta thấy cái chai chỉ tinh màu Coca-Cola đó, cái chai đó là màu nâu. Nhưng nếu anh chị lấy cái chai đó, chị đập bể nó ra, đập bể cái chỉ tinh nó ra, nhuyễn ra thì nó ra màu gì cho anh chị? Nó ra màu gì ạ? Nó ra màu trắng. Thì đó có nghĩa là cái màu trắng là cái màu nó không phải là bản chất của cái thiên tinh đó, nó cái màu của bông lớn nhiều. Thì cái vảy da này á, có người nói là tôi sau tôi bị viêm đỏ hết trơn, mà cái vảy trắng này là sao? Đó là chỉ là qua là cái da nó bị bong ra, khi nó bong ra nó tạo những lớp sừng mỏng màu trắng. Vậy chúng ta nhìn trong cái sang thương khi bệnh nhân đến khám ta mà có vảy bong ra màu trắng, đó là do cái vảy da nó nhiều. Rồi tại sao nó màu đỏ đây? Thì do đây là tình trạng nó tăng sinh của lớp thượng vị, thì tăng sinh nhanh như vậy, và bản chất của nó có liên quan đến tới việc viêm. Nó lý do tại sao trong vấn đề điều trị vảy nến chúng ta thường được kháng viêm, còn tiêm huyết và được một số điều hòa miễn dịch, thì có hiện tượng viêm nhẹ ở vùng mô thượng vị và làm cho máu đến nó nhiều hơn, thành ra cái vùng da nó sẽ đỏ hơn so với xung quanh. Thì đặc thù của vùng này chúng ta sẽ thấy rằng là sang thương đỏ nè, ranh giới rất rõ ràng, bong vảy này đây bong vảy trắng, hoặc là bong vảy xuất hiện màu đỏ nếu mà nhiễm trùng, hoặc là màu vàng nếu có nhiễm trùng trên đó. Và cái bờ này rất là thẳng, à, cái bờ. Vậy đây là một cái tình trạng tổn thương sang thương da rõ ràng anh chị ha, và nó có đỏ da liên quan đến viêm, liên quan đến histamine. Thành ra trường hợp này điều trị đáp ứng histamine rất là tốt. Đây vảy phấn hồng. Vảy phấn hồng nó cũng y y như một cái tình trạng viêm da, nhưng mà này rất là dán, rất là sẵn, nó không có phù nhiều, rất là đông trên da. Ta thấy đặc thù cũng giống như là cái mô tả về tràng da hồi nãy, một cái vùng trung tâm trắng da thì nó có phù chính giữa, và một cái vùng đỏ xung quanh. Cái đặc điểm của này là chỉ là dán thôi, phù rất là ít, thường liên quan đến siêu vi. Giờ chúng ta bước qua cái nhóm thứ hai là sang thương da có bóng nước, là các chị thấy gặp rất là nhiều, ví dụ nhà như là bệnh thủy đậu, bệnh đây là bệnh thủy đậu. Thủy đậu đây đặc thù của nó là nó có một cái nhân chính giữa, cái nhân chính bóng nước nó có một cái lõm xuống, cái lõm xuống đó chính là cái động mạch trung tâm tiểu thùy. Khi chúng ta nha lên thì nó một động mạch đi lên, nó tưới máu ra xung quanh. Do tình trạng bị bệnh siêu vi, nó tổn thương lớp thượng vị quá nhiều, nó làm cho lớp thượng vị này xuất tiết ra. Và chúng các chị biết rồi, lớp thượng vị rất là mỏng, khi nó xuất tiết ra, tiết dịch ra, nó làm căng đẩy lớp thượng vị lên, bóc tách hoàn toàn cái màng đáy thượng vị lên, tách giữa thượng vị và lớp vị. Thì khi nó bóc tách như vậy á, thì cái khoảng chính giữa này sẽ chứa đầy nước, tại vì nó đẩy nước ra, nó viêm đẩy nước ra, đẩy cái giống như là ta tưởng tượng là cái tấm thảm ở đây, thì khi nó bị viêm thì nó tiết dịch ra giữa tấm thảm, dịch đó chính là dịch viêm do cái histamine ra, nó làm bóc tách đưa cái tấm thảm lên trên, tách xa tấm thảm với cái mặt đời của sân khấu. Thì khi nó bóc lên như vậy á, nó sẽ kéo luôn cái động mạch trung tâm tiểu thùy lên, dẫn đến chúng ta có hiện tượng là cái bóng nước kèm với một cái chỗ cái nhân chính giữa nó kéo xuống, đó là phần của bệnh thủy đậu. Thì đó là một số chúng ta thấy rằng là đây là một cái sang thương tổn thương rất nhiều cái nhân nhỏ, nếu chị nhìn từ xa trên máy tính tôi nhìn rất là rõ, thì đó là nó căng rất là căng, nhưng chính giữa có một cái chỗ nó lõm xuống, đó là do cái mạch máu kéo xuống. Tất nhiên bệnh nhân rất là lứa tại nó liên quan đến histamine. Đây là tình trạng viêm da đang tỏ nhiễm trùng. Đây thì nhiễm trùng chúng ta thấy rằng là bệnh nhân có viêm da rộng đang rộng ha, vùng da làm rất là ít, trên cái nền vùng da đang rõ này có tình trạng ngộ độc da cấp, là nó da chết lớp thượng vị chết cấp thì nó bung ra thành những bóng nước, thì là tình trạng viêm da cấp. Có thể gặp trong trường hợp bệnh nhân nhiễm trùng nặng, hoặc là bệnh nhân liên quan đến dị ứng thuốc hay một số tình trạng vân vân, miễn làm sao có phản ứng viêm trong thời gian nhiễm trùng da vân vân, thì gặp rất là nhiều trong các trường hợp. Một số cái thể bệnh chúng ta thấy rằng là trong trường hợp này á, là thực sự nó có hiện tượng ngoài màng, đây tôi không có rõ ràng lắm, nhưng mà có nghĩa là nó có nhiều ổ viêm cùng lúc, và các ổ viêm nó hòa màng với nhau,
chứ không phải là mẫu lan rộng. Để minh họa những vấn đề đó, các chị nhìn phía xa nên thấy rằng là xung quanh những đảo da bị phù vi với những đảo da bị nặng, thì đó có nghĩa là giống như là cái lớp chính giữa nó mọc lớn lên, nó ngoài màng lại với nhau và nó không có tạo thành bản liên tục. Thì đó là chúng ta minh họa đây là cái tình trạng được tổn thương nhiều nơi và nó lan ra. Giờ chúng ta đến cái phản ứng dị ứng, ta có một số bệnh như là viêm da tiếp xúc, và dị ứng thuốc vân vân. Thì viêm da tiếp xúc là do mang găng tay, gặp rất thường xuyên các chị, không phải là tôi nói là nguyên nhân mang găng tay gặp thường xuyên mà là có nhiều tình trạng. Ví dụ ta có dị ứng với lại cái dây nịt mặc kẽm của dây nịt, hay là dị ứng với lại cái một số cái kim loại đeo tay hay dòng dây chuyền vân vân, gặp cũng được thường xuyên. Thì đặc thù của nó là nó thể hiện rất rõ cái vùng ranh giới của vùng da tiếp xúc với dị nguyên với vùng da không có. Cụ thể trong trường hợp này là cái vùng da mà mang cái bao tay nó bị đỏ lên, mà nó đỏ da chính có nghĩa là sang thương da nguyên phát mà, thì đó chính là liên quan đến cái histamine. Đây là mề đay, đặc thù mề đay. Thì mề đay nó dễ thấy hơn, dễ phân tích hơn so với những sang thương khác. Thì những căn lý do là khi các chị nhìn những sang thương khác thì nó kéo dài vài ngày đến vài tuần lễ, khi đó bệnh nhân đã có những cái động tác là gãi cào và nhiễm trùng thứ khác lên trên đó, dẫn đến cái việc mô tả rất là khó. Ngược lại đối với sang thương mề đay, đặc thù của nó là nó kéo dài không quá 2 tiếng đồng hồ. Cái đó là một cái đặc thù chúng ta phân biệt trong các thể về mề đay vô can đó. Thì cái thể mề đay là nó xuất hiện rất là nhanh và biến mất nhanh sau đó. Nếu nó nặng lên là bệnh nhân có bị vô sốc ngay tức khắc sau đó chứ không có kéo dài. Thì đây là đặc thù ta thấy rằng là có một các vùng da đỏ cộng với những sang thương hình tròn, tại vì hình tròn thì nó có một ổ đất lan ra xung quanh, do cái vùng chính giữa đó có tình trạng phù căng mạnh. Đây, tình trạng phù căng mạnh, thì khi nó phù căng mạnh như vậy thì máu không tới được, nó màu trắng. Vùng da này ít phù hơn dẫn đến là nó màu đỏ thì máu nó còn tới được. Còn vị trí của cái sang thương lớn đó, tại sao nó có vành trắng mà chính giữa này đỏ, là lý do là cái vùng chính giữa ban đầu đó là vùng phù căng nhất, nhưng mà sau đó thì nó được cái histamine nó được tiêu hủy hết, thành ra nó tốt phù lại, và cái vùng riêng là phù nhiều hơn. Thì đó dẫn đến giải lý giải tại sao cái sang thương mà bề nay lớn đó, thì cái vùng rìa trắng nhất, cái vùng trung tâm đó, nó hơi đỏ đỏ, còn cái vùng đỏ nhiều hơn là vùng xung quanh. Đó là cái đặc thù của cái bệnh mề đay. Chúng ta lại thấy được là cái sang thương mô tả kiểm nhẫn đó cũng gặp cho bệnh nấm da, thì nó cũng liên quan cơ chế là cái trung tâm nó đã qua rồi, đang tái phục hồi lại. Đây là một cái giác này gặp trong giác siêu vi, bệnh siêu vi. Các chị sẽ thấy rằng là trong cái căn bệnh siêu vi á, cái tam chứng gặp rất thường xuyên. Tam chứng siêu vi nó bao gồm có sốt, đau nhức cơ và gan da. Nếu chúng ta chịu khó cởi quần áo bệnh nhân lên coi cái vùng lưng á, cái vùng ngực khó thấy lắm, tại vùng ngực chúng ta đôi khi người ta mang nắng rồi đó, nó làm cho da sạm, cái vùng lưng dễ thấy, thì sẽ xuất hiện các cái ban da giác nhận giác đặc thù của bệnh siêu vi. Đây là cái ban da phân bố ở vùng trình diện ánh sáng, thì được mô tả là liên quan đến thuốc, hay là ban da liên quan đến cái tác dụng phụ của thuốc, đó là nhận giác. Thì chính là đem đặc thù của bệnh lý liên quan đến vấn đề về histamine để giãn mạch trong đó, phù trong đó, thì nó hứa là đi tới. Chúng ta đến cái nhóm kế tiếp là cái nhóm mà kèm có thương tổn trên da mà là do chính côn trùng. Đây là côn trùng, đây côn trùng con rệp ăn cắn, con rệp này con rệp chó chứ không phải là con rệp kia, một con rệp kia. Thì đây là nó cắn, thì khi côn trùng chúng ta thấy là cái vùng mà xuất hiện phản ứng miễn dịch dữ dội nhất chính là ở vùng ngay vị trí nó đốt, và sau cái đốt đó nó sẽ lan tỏ cái chất lạ của vi trùng á, nó sẽ lan ra từ từ xung quanh theo máu, thì những vùng xa dần nó sẽ phản ứng nó bớt dần. Thành ra cái đặc điểm đó ta chú ý rằng là đối với côn trùng cắn á, đặc thù của nó là nó phải có một cái đốt trung tâm. Tôi xin lỗi là cái slide này nó bị lỗi, nó có một cái hình nữa để cho các chị thấy rằng là chúng ta có một cái tình trạng là em bé gái nó bị côn trùng nó cắn một chân, và cái đặc thù của côn trùng một chân đó là luôn luôn có một cái nhân màu đen nhỏ hoặc là vùng nổi phù hoặc là xuất huyết nhỏ ngay cái vị trí đốt cắn đó, thì nó cho cái là chẩn đoán đây là tình trạng do côn trùng cắn chứ không phải là bệnh nào khác,
mặc dù cái phù có thể lan tỏa cái phù luôn nguyên cái cổ chân, nhưng mà thì tìm ra nguyên nhân. Thì cách điều trị trong trường hợp đó, chúng ta lấy được cái mạch đó, còn lấy được cái mô chết chính giữa ra thì cái phù nó sẽ giảm rất là nhanh. Còn đây là một cái vết cho dung nó chui dưới xin lỗi con ghẻ nó chui dưới cái da và nó tạo những cái đường hầm dính chắc ở trong vùng chân. Ngoài ra một số tình trạng như là vi khuẩn siêu vi và nấm khác, như trường hợp này là vi trùng nó vi cái nang lông, chúng ta thấy rằng là có phản ứng đỏ da, cái hình phản ứng xuất tiết này tấm niêm mạc cầu diều tại mũ màu trắng nằm ngay vị trí của chân lông, này viêm cái viêm da chân lông bình thường mà thường thấy. Đây là bệnh lý mà ta nói là những cái đốm ngứa vùng tai cũng hay thường xuyên gặp, nhưng đến hai cục đốm ngứa một trắng nhỏ mật độ chắc mà bờ hơi phẳng, nó cứng cứng vùng da, đụng như hơi khó chịu chút xíu hay bệnh nhân hay gãi. Cái này là một cái tổn thương giống như bản chất của y chang những tình trạng mà nhiễm siêu vi tổn thương thực bì của da, chỉ có điều là nó hơi giới hạn xuất hiện ở những vùng da tai thôi. Còn đây là nấm da, đặc thù của nấm da thì đây là nấm lan ben, thì nấm là một cái tổn thương có những cái vệ tinh xung quanh, chị thấy nó những cái bút tròn vệ tinh, thì khi vệ tinh như vậy nó lớn dần và nó hòa màng thì ban đầu nó tròn như là đây tròn, nhưng mà khi nó đã hòa màng với nhau thì nó tạo thành những hình dáng không còn đặc thù nữa. Thì nấm nó có những cái loại nấm mà nó quỷ da nhiều, cái chẳng hạn như nấm mà liên quan đến cái phytosystems là nấm mà có ánh sáng, thì cái dạng nó chúng ta có một cái vùng trung tâm là sáng màu bông vẩy, vùng này có hơi sưng nhẹ, có phải như viêm đỏ, thì cái đó đặc thù của chúng ta thấy là cái vị trí rìa chính là cái vị trí mà xuất hiện phản ứng miễn dịch nhiều, do vậy nó sẽ có tình trạng bông vẩy dữ dội, phù viêm dữ dội và ngứa. Ngược lại phần trung tâm đó thì nhắm nó nhiễm rồi, nó qua rồi thì nó lại không có ngứa, chỉ có sáng màu. Thì đó là mô tả của dòng phù bình nấm da. Ngoài ra một số nguyên nhân khác có thể gây ngứa mà liên quan cơ chế histamine, ví dụ như là bụi phấn hoa hóa chất. Một số bệnh nhân có thể than phiền anh chị là tại sao tôi ở thành phố Hồ Chí Minh không sao cả, khi tôi về quê chơi mà tôi về tôi mới bước xuống xe là tôi thấy ngứa rồi, bắt đầu ngứa rồi, bắt đầu nổi đỏ trên da, chấm đỏ nổi lên. Hoặc là bệnh nhân có thể than là tôi ra thì vườn, tôi làm vườn là bắt đầu nó ngứa da lên. Thì cái đặc điểm của nó là những cái vùng da mà lộ thiên phơi ra ngoài, vùng cổ, vùng cẳng tay, cẳng chân nó sẽ có những biểu hiện ngứa. Còn liên quan đến hóa chất thì ta thấy là tình trạng viêm da cấp, tổn thương da thì nó ngứa. Còn là phỏng nắng để đi Vũng Tàu thì trời nắng như thế này, khi ta phơi nắng đến một mức độ nào đó thì cái nắng làm cho tổn thương chết thượng bì, thì cái thượng bì nó bị chết, nó bong ra thì gây phản ứng viêm ngay tại chỗ cho tế bào da nó chết, thì nó cũng gây tình trạng ngứa. Đó là chúng ta hết cái phần một số cái hình ảnh liên quan đến tình trạng ngứa liên quan đến cái histamine. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái nhóm thứ hai là ngứa do bệnh lý nội khoa mà không kèm sang thương da. Thì nếu như trong trường hợp hồi nãy, nếu bệnh nhân có sang thương da nguyên phát, lập chúng ta xếp trực tiếp vô trong nhóm đầu tiên, không cần phải bàn gì hết. Thì cái nhóm này là bệnh nhân có ngứa mà nó không kèm sang thương da nguyên phát, cô xin nhấn mạnh là không kèm sang thương da nguyên phát, thì đó nằm trong nhóm này, và các chị tôi để thêm cái chữ là kèm theo bệnh lý nội khoa, thì chúng ta cố gắng là đặt trọng vấn đề về tìm cái bệnh lý định nguyên liên quan đến cơ chế của nó. Thì khi ghi nhận trên lâm sàng đó thì nó không có bất cứ dấu hiệu nào của histamine, trừ những trường hợp có tình tổn thương thứ phát do giải nhiều quá, nhiễm trùng thứ phát hay bệnh nhân làm những cái vết sẹo thứ phát vân vân. Thì da tốt không sang thương da nguyên phát, biểu hiện là nó có thể lan tỏa toàn thân do nó là thuộc bệnh lý hệ thống toàn cơ thể, do vậy bệnh nhân thêm ngứa ở những vị trí vùng kín, ví dụ như là nếp bẹn, vùng mông, vùng lưng và thậm chí là những cái vùng vị trí mà rất là khó với tới. Tại vì ta để phân biệt giữa tổn thương ngứa do nguyên nhân thứ phát là bệnh nhân gãi và nhiễm trùng, thì ta tế nhị tìm những vị trí nào nhưng không thể gãi được. Bệnh nhân không thể gãi được thì vùng da nó sẽ lành, mà nó lành như vậy chúng ta giúp dễ dàng loại trừ những cái chẩn đoán liên quan đến vấn đề ngứa thứ phát. Thì ngứa này sẽ xuất hiện cả những chỗ kín và cả chỗ hở. Bệnh nhân có thể có những bệnh lý nội khoa gợi ý, ví dụ chẳng hạn như là có u vùng trung thất trong bệnh lý lympho, hay là bệnh nhân có suy thận kèm theo, hay bệnh nhân có bệnh dịch biểu hiện cường giáp gì đó vân vân, là những bệnh lý có thể lý giải tại sao bệnh nhân ngứa. Và thuốc kháng histamine không hiệu quả trong trường hợp này.
một số bên ngoài, ví dụ như bệnh nhân là ngứa trong tình trạng khô da, cho nên nhạy cảm da, mà da nó khô, nó tăng tính nhạy cảm vùng da, ngứa do chuyển hóa, thì các chị có thể thấy trong tài liệu tôi không có tiện liệt kê hết tất cả ở đây, tại nó là những bệnh lý nó đòi hỏi những cái phân tích về những cái tỷ số khác, chứ nó không nhìn trên sang thương da. Và chúng ta thấy không, có một danh sách rất là dài trong cái tài liệu. Bướu tân sinh, chẳng hạn như bướu lympho, những hội chứng tật ung thư có thể gây ngứa. Trong ký sinh trùng, rất nhiều các chị đã chẩn đoán bệnh nhân trên lâm sàng là ngứa cho ký sinh trùng, nhưng mà thực tế ta lưu ý một vấn đề như vậy: bản thân con ký sinh trùng nằm trong đường ruột nó không gây ngứa, nó không có một con ký sinh trùng nằm trong đường ruột nó không có một cái cơ chế nào nó gây ngứa. Con ký sinh trùng bản thân nó gây ngứa thông qua có cơ chế, hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất là nó di chuyển trong mô, khi nó di chuyển trong mô để lại những cái vết phân, vết chất tiết của nó giống như con ghẻ, hay là tổn thương tế bào mô tại đó, chẳng hạn như là dung di chuyển trong mô, thì khi đó nó gây ảnh histamine và nó gây ngứa. Chứ còn bản thân con nó không gây ngứa trực tiếp, nghĩa là nó chỉ gây ngứa cơ chế đầu tiên là nó di chuyển và để lại chất phân trong mô. Hoặc là cơ chế thứ hai là nó chết đi, khi nó chết đi thì cái chất đạm của nó, thịt của nó bị tiêu hủy và đưa trong máu, và khi đưa trong máu thì nó gây ảnh dị ứng da toàn thân. Thì cái đó là cái giải lý giải tại sao nằm trong cái bệnh lý là do ký sinh trùng nằm ở đây. Chúng ta phân biệt, tại vì trong bài báo cáo tôi không đề cập con cá thể ngứa mà chúng ta chẩn đoán thường hay chẩn đoán cho ký sinh trùng, thì thực tế nó không phải. Thì nếu chúng ta có thời gian tôi sẽ mô tả thêm. Cái thứ ba, cái tiếp là do bạn uống thuốc, do một số loại thuốc sử dụng vào nó gây phản ứng. Và một số nguyên nhân khác. Cái nhóm thứ ba là ngứa do bệnh thần kinh và mạch máu. Thì như đã trình bày trong phần đầu, cái điểm mấu chốt cơ chế bệnh sinh của trường hợp này là do cái thần kinh nó truyền tín hiệu không được tốt. Ở ngoài ngoại vi nó là có một người đang có vật nó chạm lên trên da, nhưng mà khi tín hiệu nó truyền về não thì não diễn giải là có cái vật gì nó đang cào cấu trên da để gây ngứa. Do vậy cái vai trò của dẫn truyền thần kinh đây là chủ chốt. Thì do thần kinh nó chuyển về thì nó có cấu trúc của dịch của cái sợi neuron đó, nó có một cái gọi là cái sợi trục trung tâm và các bao myelin xung quanh. Thì tổn thương hoặc là bao myelin hoặc là sợi trục thì đều dẫn đến tình trạng ngứa. Thì như đã trình bày trong phần đầu, chúng ta có những cơ chế tổn thương. Cái thứ nhất là tổn thương do bản thân cái dây thần kinh nó bị tổn thương, nằm trong tình trạng tổn thương, hoặc là tổn thương myelin như là bệnh lý về siêu vi, viêm da dây do dùng thuốc, liên quan đến cái thuốc độc vào tế bào, hoặc là tổn thương sợi trục, ví dụ là kéo căng chấn thương kéo giãn, hoặc là tổn thương. Cái nhóm thứ hai là tổn thương cho nuôi dưỡng, thì ra cái vai trò của mạch máu chúng ta thấy đây là mạch máu, chúng ta có động mạch, tĩnh mạch. Và cái thứ ba là liên quan đến cái cơ chế bị ngộ độc, là ngộ độc đây là có dùng thuốc hoặc là cho tổn thương không có nuôi dưỡng được, như bệnh lý viêm da dày kinh trong bệnh lý đái tháo đường. Thì đặc thù của thể ngứa này là nó đi theo dây thần kinh, thành ra nó sẽ phân bổ theo dây thần kinh, hoặc là liên quan mạch máu, thành ra sẽ phân bổ đến mạch máu. Do vậy các chị thì là một số bệnh ngứa trong này, ví dụ như trường hợp là bệnh lý zona giờ leo, bệnh nhân sau hậu zona sẽ có tình trạng dị cảm da, ngứa chăm chích kéo dài, thì đó là nằm trong bệnh cảnh này. Hoặc là nó liên quan đến mạch máu nuôi thần kinh, thì khi mạch máu bị tổn thương hoặc là ứ trệ dòng máu thì khi đó cái dây thần kinh nó bị tổn thương theo và những tình trạng ngứa. Cụ thể nhất là khi các chị bơm huyết áp, đo huyết áp cho bệnh nhân đó, và xong các chị nhả huyết áp từ từ chậm, thì khi mà nó nhả ra hết xong đó là cái tay bệnh nhân sẽ có tình trạng dị cảm rần rần da. Cái đó là tình trạng giải thích tại sao vai trò mạch máu quan trọng. Hoặc là các chị nhớ có những hội chứng gọi là hội chứng bàn tay con thứ sáu, không biết các chị đã nghe đến hội chứng đó chưa không ạ? Không phải bàn tay của thánh gì của Madonna, bàn tay thứ sáu nghĩa là con thứ sáu khi cuối tuần, thì khi cuối tuần thì tối thứ sáu đi ăn nhậu, khi đi ăn nhậu về thì người ta nằm tư thế không thoải mái, cái tay thành mặt cao, cái mạch máu nó không được tưới máu tốt, cái tay không được tưới máu tốt, và nhân xuất hiện tình trạng là giữa đêm thức dậy thấy cái tay nó chưa đâu, khoảng chừng 5 phút sau, 6 phút sau thì nhiên có tình trạng là dị cảm lan dần cánh tay, và đến một khoảng chừng 10 phút sau nó chạy nhà bình thường. Đó là thì đó là để mô tả vì sao có xuất hiện cái phản ứng dị cảm vùng da liên quan đến cái tổn thương mạch máu. Sang thương da thứ phát thì không thấy, nó không sang thương da nguyên phát, nhưng mà xuất hiện các sang thương da thứ phát của bệnh lý mạch máu, ví dụ như chẳng hạn cho bệnh lý bị tắc động mạch đó, thì bệnh nhân sẽ có tình trạng teo da, khô da,
rồi hoại tử da, hoại tử đen. Hoặc là nếu chúng ta có tình trạng tắc tĩnh mạch thì chúng ta có tình trạng là phù da, ứ nước, bọng da, thiếu dưỡng da, xuất tiết nhiều, vân vân. Thì đó là những cái tổn thương da liên kết những bệnh lý nguyên phát về mạch máu thần kinh hay là do tổn thương da tại chỗ. Thì đối với nhóm này, cái vấn đề điều trị histamine cũng không có hiệu quả. Đây chúng ta có ở bên ngoài cảm giác như ngứa, tê, dị cảm. Rồi chúng ta có dấu chứng mạch máu thần kinh đi kèm theo. Và nhóm thứ tư là thể lâm sàng thứ tư là ngứa do tâm thần. Thì cái này thuộc trong nhóm là bệnh chẩn đoán loại trừ. Trong cái thể này chúng ta nên khoan chẩn đoán nó. Chúng ta nên chẩn đoán ba thể phía trước và nghĩ đến chẩn cái nhóm này. Tuy nhiên có một số dấu chứng có thể giúp chúng ta gợi ý nhanh, chỉ cần chúng ta không cần phải loại trừ hết mà chúng ta hãy đi trực tiếp đến cái dấu chứng của nhóm này. Là bệnh nhân có những cái biểu hiện là thứ nhất là bệnh nhân có những nhiều sang thương thứ phát và tăng nặng, ví dụ bệnh nhân cắn móng tay, bệnh nhân rạch da, bệnh nhân dấu cà cháo trên da. Đặc thù nhất là những cái dấu mà gãi da, những chuột da, nó có thể là một những nguyên phát. Nhưng các chị chú ý giờ có dấu sẹo da. Sẹo da là không có cái nguyên phát nào là sẹo da cả, chỉ có thứ phát thôi. Ví dụ chúng ta khám bệnh nhân, bệnh nhân có nhiều dấu sẹo da trên tay thì nó bên ngoài là bệnh nhân là từng gãi ngứa gì. Và cái tình trạng gãi ngứa này nó phản ánh chúng ta mức độ nặng của bệnh ngứa này. Rồi chúng ta có thấy là bệnh nhân có những vùng nó chỉ xuất hiện, cái gì ngứa chỉ xuất hiện ở những vị trí nào bệnh nhân có thể gãi được. Thấy dù mặt trong đùi, mặt ngoài đùi, mặt trong cẳng chân, rồi các bàn tay, vùng cẳng tay, rồi vùng hai bên bả vai, vùng sau lưng, ngược lại vùng liên xương bả vai nó không có, bụng nó nhiều, bụng háng nhiều lắm, nhưng mà vai nhiều nhưng mà liên xương bả vai nó sẽ không có. Lý do là cái vùng liên xương bả vai bệnh nhân không có gãi tới được. Khi bệnh nhân nó không gãi tới được thì nó sẽ không có tình trạng viêm da thứ phát, và khi đó là cái ngứa nó sẽ nó không có xuất hiện nhiều hơn. Và các thuốc hướng thần thì đáp ứng rất là nhanh hiệu quả những tình trạng này. Một số dấu chứng có thể gợi ý tình trạng này là các chị coi bệnh nhân thường những cái tình trạng đi kèm liên quan đến khí sắc. Nói chuyện mà mặt mày không có biểu hiện gì hết, nói những cái máy giọng đều đều, hay bệnh nhân đến có những triệu chứng than phiền mà cơ năng như là mất ngủ nè, khó ngủ nè, ở trong ngày mệt mỏi không muốn làm gì. Đặc thù nhất là nhìn chén cơm không muốn ăn. Nhìn chén cơm mà muốn ăn thì là bình thường, nhìn chén cơm mà không muốn ăn thì nó liên quan chủ yếu đến vấn đề về tâm lý. Còn ngược lại nhìn chén cơm muốn ăn mà ăn vô xong mệt, sợ không dám ăn thì đó là vấn đề về bệnh lý. Thành ra đặc thù này là nhìn chén cơm không muốn ăn, nên là mất hết cái cảm hứng thú với ăn uống. Cái đó là một cái, chúng ta không có cái hứng thú đâu, là mất hứng thú lớn mà ăn uống. Thành ra chúng ta có thể đánh giá được đó là một trong những cái dấu chứng gợi ý tình trạng về tâm thần. Bây giờ các anh chị thử đoán tới tình huống này nha. Một bệnh nhân nam 39 tuổi cứ về chiều. Bệnh nhân này là trong ngày bình thường bệnh nhân làm công nhân, nhà ở quận ở Thủ Đức. Bệnh nhân làm công nhân thì chiều về á thì cứ về tắm xong mà vô khoảng chừng 15 phút sau là bắt đầu nó xuất hiện những ngứa. Mà nó xuất hiện những cái đốm khắp cả người. Đây một số bên ngoài chụp hình ra máy điện thoại của bệnh nhân. Và bệnh nhân sau khi bị ngứa khắp cả người như vậy mới đi khám nhiều nơi. Thì các nơi thì bệnh viện Gia Liễu có, bệnh viện Thủ Đức có vân vân. Thì chẩn đoán là ngứa do ký sinh trùng và cũng cho uống, nhưng mà thật sự nó không có bớt gì hết, bệnh nhân cứ ngứa. Thì sau khi đi khám nhiều nơi bệnh nhân thấy rằng là nó cũng không đáp ứng gì hết. Ngược lại bệnh nhân thấy rằng là có một loại thuốc bác sĩ kê cho, mỗi lần uống ngứa uống vô nó hết ngứa, thì bệnh nhân đang sử dụng như vậy. Thì đối với trường hợp này con đặt ra là thể ngứa này là thể ngứa nhóm mấy các chị ạ? Nhóm 1. Dạ. Vậy là ngứa này có đáp ứng với histamine không các chị? Dạ có, rõ ràng bệnh nhân đáp ứng histamine ha. Trên đây chúng ta có những sang thương nó nổi trên da, ban đầu những hình tròn, sau đó nó khi nó nhiều lớn hơn nó hòa màng và nó nhanh, nó sẽ không còn hình tròn nữa, thành những cái mảng nó lớn. Thì và nó xuất hiện rồi nhanh và mất rất là nhanh, vùng da xung quanh bình thường hết. Các chị nào đoán được bệnh này bệnh gì không? Dễ sợ không? Có thể là chúng ta cùng nhau đoán. Tí cuối giờ tôi sẽ quay lại ca lâm sàng này, tí chúng ta có thời gian, tại vì thời gian có 1 tiếng rưỡi nó có nhiều để mà đi hết tất cả các ca lâm sàng. Thì trước mắt chúng ta cùng nhau thống nhất đây là thể ngứa liên quan đến histamine và đáp ứng sẽ đáp ứng rất là tốt với antihistamine.
Bệnh nhân nam 24 tuổi đến khám bị ngứa da, bệnh nhân ngứa mặt lưng, ngứa mặt và lưng trơn nhiều năm. Trong 2 tuần gần đây thì bệnh nhân ghi nhận là ngứa hai cánh tay xuất hiện nhiều là khoảng 2 giờ đêm về sáng. Các nơi khác thì không có ngứa, chỉ ngứa đùng vùng vai, vùng mặt, vùng cánh tay. Rồi các chị nghĩ là để ngứa gì các chị? Chúng ta thấy là rõ ràng nếu nhìn trên sang thương này rất là khó. Các vùng sang thương này nó là sang thương thứ phát hết, nó không phải là nguyên phát. Nhưng mà trên cái thông tin này chúng ta thấy cái đặc thù như sau. Chúng ta thấy là ngứa nhiều một vài là thứ nhất này. Cái thứ hai là ngứa lúc 2 giờ sáng. Vậy là nếu chúng ta ngủ chúng ta có ngứa không hả chị? Không, chúng ta ngủ chúng ta không có ngứa, ta có gãi đi qua chặt rồi. Nhưng mà 2 giờ sáng mà ngồi gãi ngứa là chúng ta bệnh nhân có vấn đề rất nhiều vấn đề về mất ngủ trong đó. Đặc thù và có ngứa một hai cánh tay thì vị trí dễ bị cào, dễ bị gãi. Thì đây là tình trạng ngứa viêm da có chất về mất ngủ, ăn tâm thần. Và bệnh nhân này là có tình trạng viêm da thứ phát do ngứa gãi gì đó. Khi bị viêm da thứ phát nó gây ngứa dò lên trên. Thì đây nhìn thấy rõ ràng nó không có một cái dấu chứng báo cho nhiều. Tiếp theo nhìn trên sang thương da chỉ có những sang thương chóc da, nhiễm trùng da thứ phát, nhiều độ tuổi, có thể chảy máu cho nó vân vân. Nhưng mà nó không giúp ích gì cho nguyên nhân. Và ngược lại cái thông tin về cái bệnh cảnh là ngứa nhiều năm nay và ngứa vào 2 giờ sáng thì nó giúp chúng ta gợi ý. Thì cái điều trị những trường hợp này á, cái này điều trị đáp ứng tốt với lại gọi là thoa betadine với thuốc an thần. Đây là một bệnh nhân ở bệnh viện Bình Chánh, bệnh nhân nữ 52 tuổi đến ngứa toàn thân. Tôi xin lỗi là không chụp được hết tất cả hình toàn thân của bệnh nhân. Bệnh nhân ngứa cẳng tay, cẳng chân, lưng, bụng, đùi, ngứa cả ngày và tăng về đêm. Thì cô này là độc thân, là nghề bán tạp hóa ở nhà và ở chung với người mẹ bán tạp hóa. Thì do người chị đi điều trị bệnh viện xong thấy đỡ mới giới thiệu nghe đi khám. Thì có vết gãi thâm da nhiễm trùng da lông. Thì theo anh chị nghĩ những vấn đề gì các chị? Ở đây ta thấy có những cái vết rất là thẳng nét, rất là thẳng nét. Đây là những vết gãi, những tình trạng gãi da xuất hiện thẳng nét do nó xuất hiện nhiều vị trí khác nhau ở những vị trí có thể vớt đến được. Thì đây là có thể ngứa nó không có sang thương da nguyên phát, có thể nằm trong nhóm là bệnh lý ngứa toàn thân do sang thương, do bệnh lý không kèm sang thương da, do bệnh lý nội khoa toàn thân hoặc là ngứa do dây thần kinh và tâm thần. Nhưng về cơ bản ta thấy là nổi một số cái dấu chứng gợi ý. Thứ nhất là ngứa cả con cơ thể, không thân theo phân bố mạch máu thần kinh. Thì đó ta loại nhóm 3 hoàn toàn, chỉ còn nhóm 2, nhóm 4 thôi. Và trong nhóm 2, nhóm 4 sự khác nhau nhóm 2, nhóm 4 chỉ qua vấn đề về tâm thần hay không tâm thần. Thì cách tiếp cận trong trường hợp này là ta giải quyết theo nhóm 2 trước, rồi chúng ta sẽ giải quyết nhóm 4 sau. Nghĩa là nếu nhóm 2 ta không thành công thì chỉ qua nhóm 4. Thì ca này đã điều trị thành công với thuốc chống trầm cảm 3 vòng Adichip để nhân đỡ. Thì đó là chúng ta tin nó nằm nhóm 1 histamine không có, không liên quan mạch máu thần kinh là chúng ta loại trừ nhóm 3, chỉ còn nhóm 2, nhóm 4. Thì nhóm 2, nhóm 4 đều chỉ giống nhau lắm, chỉ khác nhau mức độ thôi. Thì nhóm 2 là thử một cái thuốc làm sao ổn định được. Có thể khám một số bệnh lý nội khoa loại trừ như là suy thận, suy gan, ứ mật, tắc mật, v.v. Vì thuốc thì khi chúng ta loại trừ hết tất cả đó thì nó nằm nhóm 4. Thì cái ca này điều trị thân tiết là ca này sau 2 lần khám điều trị sau đó bệnh nhân không tái khám nữa. Mặc dù bệnh nhân chưa biết là cách đỡ nhưng mà hết hay không hết thì không biết, nhưng biết rằng là tình trạng bệnh nhân đáp ứng đỡ sau đó. Trên cái này không biết các chị thấy được không, ở đây có nhiều vết thâm da trên máy vi tính nhìn rất rõ. Những cái vùng thâm da màu nâu này nè là những cái vùng thâm da cũ. Khi mà một cái vết thương da bị gãi nó bị chảy máu, bị viêm thì cái tình trạng xuất huyết ngay tại mô thượng bì với mô bì, thì cái máu nó xuất cái màu đỏ như giống như vậy. Hoặc là tình trạng viêm với cái màu đỏ, sau đó cái máu trong mô này nè nó sẽ bị thoái hóa dần, nó chuyển dần qua màu xanh xong qua màu vàng với màu nâu. Thì cái màu nâu này mô tả đặc thù của nó là tình trạng trước đây nó đã có tình trạng đã viêm da rồi, bây giờ đã hết,
da nó để lại cái dấu chứng biết là bệnh nhân này gãi gì, và do cái màu nâu nó tạm nhẹ khác nhau, như vậy mình đoán được là cái tổn thương này nó rải đều qua thời gian chứ không xuất hiện cùng thời điểm. Chúng tôi gọi cái từ gọi là sen phân da nhiều độ tuổi. Đây là bệnh nhân ở bệnh viện Bình Chánh luôn. Bệnh nhân đến khám vì bệnh lý huyết áp, bệnh lý huyết áp chứ không có liên quan gì nữa hết. Thì sau khi khám xong hỏi bệnh, bệnh nhân nói là tôi có tình trạng là nó châm chích da ở trên da và kéo dài cả năm nay. Thì ban đầu thì nó có bị đỡ ra chảy dịch dữ lắm, và đi uống đi khám bác sĩ cho thuốc và uống nó mới đỡ xong đó, và đang đi điều trị thuốc bên ngoài, thì thuốc bên ngoài đắp thuốc rồi dắt lá đều lên hết, thì sau đó nó cũng hết. Nhưng mà sau cái tình trạng hiện nay là cả năm nay là cái tình trạng châm chích da rất khó chịu, rất khó chịu buồn trên da. Rồi chúng ta đánh giá lại tình trạng, chắc các chị đoán được bệnh gì ha. Được rồi anh chị. Dạ. Nhóm ba. Dạ. Đúng rồi, dạ. Nhóm ba liên quan đến cái vùng dây thần kinh bị tổn thương. Nhóm ba. Tại vì nó đi theo cái vùng dây thần kinh. Thì cái này là zona, cái gì đó được vậy? Ta hãy đi nhanh nó từng điểm cơ thể, rất đặc thù nó phân bố một vùng quanh cơ thể. Cái gì đó được cái vùng này dây số mấy không anh chị? Bạn số gì dây số mấy? Này bản gốc sóng lần khoảng 10, 11 à, chưa tới 12, bản đó. Thì cái này, tại vì nó liên quan vùng dưới rốn chị, cái vùng anh phân bố của nhà vùng dưới rốn, rốn là được 10 rồi, nếp bạn là 12, thành ra bản là 10, 11. Thì đây là tổn thương dây thần kinh, viêm đơn dây thần kinh trong bệnh lý zona. Thì theo các chị điều trị ca này, chúng ta chắc chắn không dùng histamine rồi, các chị dùng thuốc gì? Và chúng ta sử dụng nha bàn để biết sao ha. Thì cái ca này tôi mới khám lần đầu tiên, tôi chưa có khám lại ca này cách đây 2 tuần, thành ra chưa khám lại. Hy vọng sẽ có buổi khác sẽ nói cho chị biết kết quả điều trị ca này. Về vấn đề điều trị, như chúng ta thấy rằng là chúng ta có 4 cơ chế khác nhau. Từ 4 cơ chế đó chúng ta ra 4 thể lâm sàng khác nhau. Thì 4 thể lâm sàng đó là phân làm 3 nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là liên quan đến cái histamine. Nhóm thứ hai là liên quan đến cơ chế về dẫn truyền và nhạy cảm của thần kinh ngoại biên. Và nhóm thứ ba là cơ chế tâm thần diễn giải, phân tích của não, bị bắt đầu. Thì trong 4 nhóm này chúng ta điều trị, nó lại do nó khác nhau như vậy, chúng ta sẽ lựa chọn thuốc khác nhau. Thì chúng ta thực tế ta phối hợp nhiều phương pháp chứ không phải là phương pháp. Thì tôi sẽ trình bày chúng ta sẽ quay lại với tình huống lâm sàng, chúng ta có thể lựa chọn nhóm thuốc khác nhau. Đầu tiên là những cái điều trị là không dùng thuốc, sau đó chúng ta dùng những nhóm thuốc không đặc hiệu. Không đặc hiệu là những nhóm nào là cỡ nào mình sử dụng cũng được hết, rồi sau đó mới là những nhóm đặc thù. Tất nhiên là chúng ta phải chú ý rằng là trong vấn đề điều trị nguyên nhân vẫn là điều trị ưu tiên. Cụ thể trong trường hợp bệnh nhân bị tắc động mạch chi dưới, bị dị cảm, thì chúng ta điều trị đầu tiên vẫn phải điều trị làm sao giải phóng được động mạch đó, chứ không thể nào được điều trị cái triệu chứng. Trong bệnh nhân đái tháo đường, vấn đề điều trị liên quan cái chuyển hóa về thiết insulin, cái đó mới là cái gốc rễ, chứ không phải là điều trị cái viêm thần kinh ngoại biên đó. Thì các vấn đề điều trị ngứa của đây có tính chất là giải quyết cái triệu chứng hơn là điều trị cái nguyên nhân. Đối với điều trị không dùng thuốc, chúng ta phải dùng ẩm da bằng sữa tắm, hay là thường thường người lớn tuổi ấy, vùng da nó bị thiếu dưỡng, nó bị mỏng đi và nhưng có cảm giác châm chích rất là nhiều, thì chúng ta cái yêu cầu là làm sao dùng cái dầu tắm tự động để nó bảo vệ cái lớp chất mà keratin của da, chất mỡ của da đó, làm ẩm không khí. Chị thấy rằng là một số trong kinh nghiệm cá nhân thôi, khi ta tắm xong ta bước ra khỏi nhà tắm á, thì cái hơi nước nó bay lên, khi hơi nước bay lên nó cảm giác châm chích trên da, thì cái tốc độ hút nước cái không khí nó rút nước trên da nhanh, sao tạo cảm giác kích thích trên da, thì đó chính là tình trạng mà lý do tại vì sao mà không khí nó bị khô á, thì là chúng ta rửa da, thì ta làm ẩm da, ẩm không khí. Ví dụ như trong trường hợp bệnh nhân mà chúng ta thấy là trong hệ hấp hóa lạnh đi, nó có 2 cái chế độ lạnh, chế độ lạnh bình thường và chế độ lạnh hút ẩm. Thì cái chế độ lạnh hút ẩm đó, nó làm cho da bị châm chích, để rút nước rất là nhanh trên da. Rồi chúng ta hãy làm mát không khí, trời nắng như vậy nè, các bạn nhỏ, các em nhỏ thường hay tình trạng là sảy da. Sảy da là do cái tiếng mồ hôi nó bị tiết nhiều quá, nó phù cái đó, nó tắc cái tiếng mồ hôi, nó gây tình trạng là viêm tuyến mồ hôi ngay cả chân lông hoặc là giữa các chân lông, thì tất nhiên em nó sẽ ngứa.
Thì ta điều trị bằng cách là chúng ta làm mát không khí. Khi mát không khí bằng quạt thoáng khí mà thì phải làm gì đó điều hòa không khí, thì khi đó nó giảm bớt công việc của tiếng mồ hôi thì cơ da trở nên bình thường. Thì chúng ta có thể dùng một số cái hóa phẩm chẳng hạn như lotion nào đó là mát da vân vân, giãn mạch thì thoải mái tốt hơn. Rồi chúng ta hạn chế tiếp xúc bụi phấn hoa. Như đã trình bày, bụi phấn hoa cũng là một trong những cái nguyên nhân gây tình trạng ngứa. Thì bệnh nhân chúng ta làm trong xưởng về quần áo bụi nhiều, chất xơ nhiều, thì chúng ta có thể điều trị bằng cách là chỉ cần tư vấn nhẹ nhàng là mang cái quần áo nào che chắn cái phần cơ thể đi, tránh được tiếp xúc. Quần áo thoáng mềm mát thì chúng ta cũng đồng ý với nhau rồi. Các biện pháp mà trong stress giảm căng thẳng cũng mang lại lợi ích rất là nhiều. Như đã trình bày, tình trạng ngứa da là tình trạng cảm giác chủ quan của bệnh nhân, và chính cái chủ quan đó đôi khi nó không thực sự là ngứa, nó không thực sự là nặng nề. Đối với bệnh nhân nó diễn giải rất là nhiều, thì chúng ta có thể giảm bớt cái sự lo lắng của bệnh nhân, cái sự chú tâm bệnh nhân những triệu chứng đó bằng cách là gợi ý một số hoạt động xã hội, một số hoạt động là bên ngoài gia đình để kích thích não để cho bệnh nhân quên đi vấn đề đó, thư giãn đi. Rồi chúng ta nên khuyên bệnh nhân tránh sử dụng những vật sắc nhọn làm tổn thương da nặng lên thêm. Thì chính ban đầu cái tổn thương nguyên phát nó chưa là vấn đề gì cả hết, nhưng cái động tác mà gãi cào làm rách da tổn thương da đó, sử dụng các hóa chất không phù hợp trên da đó, nó làm cho tình trạng da ngứa nặng lên thêm. Như là cái tình trạng của một số bệnh nhân hồi nãy chúng ta thấy là bệnh nhân cào gãi, thì tính cái tình trạng gãi cào nó làm viêm da lại quay lại ngứa, thì cái đó nó lại một cái vòng luẩn quẩn trong đó. Các biện pháp điều trị không đặc hiệu, không đặc hiệu là bất cứ trường hợp ngứa nào anh chị sử dụng cũng được hết. Các chị thấy đầu tiên là chữ menthol. Menthol này có trong có các loại mà dầu cù là, dầu cù là menthol á, nó làm cho mát da đó. Một số cái loại mà cái chế phẩm mình ta biết là ta bán ngoài thị trường là khi mà bị côn trùng cắn thì đăng lên trên đó đó, nó làm cho mát da, nó giải phóng. Thì cái do cái menthol tác dụng của nó là nó làm mát da, nó làm giãn da, nó mát da. Thành cái động tác mát da nó làm che khuất đi cái dấu chứng khó chịu ngứa da. Thành ra xài rất là hiệu quả, rất là nhanh. Mình ta thấy là dân gian nghe nói là bị ngứa thì con gì cắt lấy dầu cù là thoa là như vậy, thì khi thoa vô lập tức nó làm cho mất cái triệu chứng đó, nó đè cái triệu chứng ngứa bằng cái triệu chứng nặng hơn, và chính triệu chứng nặng hơn nó làm cho bệnh nhân không còn ngứa nữa. Camphor có trong thau các chị ạ, trong dòng dầu cù là luôn, dầu cù là nó có luôn, dầu linh diệp cũng có luôn, một số cái thuốc về so bóp nó cũng chứa camphor. Thì camphor bản chất nó chính là đông não. Thì camphor đó cái tác động của nó là nó làm tê liệt cái thần kinh ngoài biên. Do vậy khi chúng ta sử dụng hoa da và camphor, nó sẽ làm cho cái cụ thể thần kinh ngoài biên nó bị tê tạm thời do hóa chất. Chúng ta thoa lên là hết cảm giác. Tôi hay khuyên bệnh nhân sử dụng cái antiflasmin. Cái này không phải là quảng cáo anh chị, nhưng mình nói ý muốn nói là một cái ví dụ, cái chị thử. Thì các cái dầu cù là hoặc các cái dầu so bớt nóng, các cái dầu mà kem thoa massage, nó chứa camphor rất nhiều trong đó, và thậm chí luôn trong cái keo dán về cái salon bath á, mà cái sản phẩm mà cái nguồn hàng của bên Mỹ á, nó chứa camphor rất là nhiều. Thì bản thân của nó là tình trạng cây nó giảm đau ngay tại chỗ rất là nhanh. Tại vì aspirin trong cái salon bath nó đâu có tác dụng đâu có nhanh đâu, rất là chậm từ từ. Thực tế là cái camphor là chất mà tham gia chính. Rồi các viên xông hơi, các cái loại thuốc ngửi, các như bệnh nhân ngứa mũi hắt xì hơi, ta có cái loại dầu để thoa để thích vô để cho nó thoát mũi, trong đó là chứa camphor như menthol. Rồi kem thoa lidocaine, pricoline, procaine, xin lỗi không nhớ, chắc chắn là lidocaine với là pricoline là những cái loại kem mà ta có trong emla đó, thuốc mà thoa da hay tê tại chỗ. Mặc dù đặc thù nó tính của nó là giải phóng, làm sao làm cho giải phóng cạn kiệt các cái chất dẫn truyền thần kinh ngoài biên để gây cảm giác tê da ngay tại chỗ, nhưng cái tác dụng nó rất là chậm. Tôi sử dụng không biết là các chị có kinh nghiệm như thế nào, nếu có được thì chia sẻ cùng với mọi người khác. Nhưng mà đối với tôi khi sử dụng các loại lidocaine chế phẩm lidocaine để tăng gây tê da tại chỗ á, rất là chậm so với lại cái camphor. Capsaicin, các chị thấy là capsaicin là thuốc mà ta khuyến cáo sử dụng trong điều trị viêm gây thần kinh ngoài biên, nhất là trong hội chứng zona. Bản chất của nó chính là cái tinh chất nằm trong trái ớt. Thì khi chúng ta sử dụng cái này á, thì nó làm cho cái tế bào neuron tại ngoài biên nó phóng thích hàng loạt các chất dẫn truyền trung gian,
Thì không thích Hà Nội như vậy, nó làm cạn kiệt cái chương trình trung gian, và nó làm cạn kiệt thì nó sẽ không phóng được tín hiệu sau đó. Vậy cái cơ chế của hàng này, nếu cơ chế đây là ngăn cản thì dưới đây là cơ chế sử dụng. Do vậy khi mà tho vô á, bệnh nhân sẽ có cảm giác trong vòng nửa tiếng đầu tiên có cảm giác nóng da, rát da, kích thích da rất khó chịu. Nhưng mà sau đó thì tác dụng rất là dài, sau đó là nó làm kẹt kiệt hoàn toàn các cái lysosome mà chứa các chất dẫn truyền thần kinh trong đó. Ngành ra thuốc từng sự khuyên sử dụng đối với trường hợp bệnh nhân bị hội chứng Sjögren. Đó là đối với cái thể không đặc hiệu. Chị thấy là trong bất kỳ ngay cả có kèm sang tương không kèm sang tương da thì các cái thuốc vừa rồi là nó hoặc là đè lên cái dấu chứng đó bằng một cái kích thích khác mạnh hơn, hoặc là cạn kiệt hoàn toàn thực tế bệnh viên, làm cho nó không có khả năng chỉ tới tiền bệnh não. Tuy nhiên đó là điều trị không đặc hiệu, chúng ta điều trị đặc hiệu. Thì đối với nhóm một thể lâm sàng đầu tiên ngứa kèm sang tương da là ngứa liên quan cơ chế histamine thì thuốc đầu tay là thuốc nhóm histamine. Thì trong thuốc nhóm histamine chúng ta có hai loại thể nhóm thuốc, một nhóm là ức chế thụ thể và một nhóm là ức chế kháng đối vật, kháng vật kích thích đối vật, sợ kích thích đối vật. Thì cả hai cơ chế này ta thấy một số thuốc này cũng rất thường gặp trên lâm sàng. Chúng ta có chẳng hạn như là lovinamine thì chắc chắn ta xài, một số thuốc cũng ta cũng còn xài, phenylamine vẫn còn xài, fenobarbital là thuốc thế hệ rồi số thứ hai không gây buồn ngủ, nolazine thế hệ thứ hai. Rồi chúng ta có thể đối vật chúng như là cetirizine, levocetirizine không gây buồn ngủ, esperantiline không gây buồn ngủ, vân vân, là những cơ thể chúng ta hay thường xài trong thực tế. Chúng ta sẽ chú ý một số, chẳng hạn như mấy cái lovinamine tác dụng trong khoảng 4 đến 6 tiếng, còn fenobarbital tác dụng là 24 tiếng, nolazine tác dụng được 24 tiếng thì như vậy. Thì mặc dù trên lâm sàng ứng dụng những thuốc này để xài trong viêm mũi dị ứng, viêm mũi kích thích rồi vân vân, rồi thậm chí là có một số thể như chóng mặt ngoại biên vân vân thì cũng hay xài nó. Nhưng mà tác dụng chính trong trường hợp này chúng ta đang quan tâm khía cạnh điều trị ngứa. Thì histamine nó có nhiều cái vai trò lâm sàng khác nhau. Rồi chúng ta có dạng corticoid, dạng thoa thì do cái histamine là chất gây kích thích, nó giải thích tất cả triệu chứng. Nhưng mà còn ở đây là cái gì là phóng ra histamine, thì cái tế bào phóng ra histamine chính là mastocyte, mastocell ở trong cái mô gọi là mô bào trong đó. Thì cái tế bào masto đó nó sẽ phóng thích ra histamine. Thì masto bản thân nó là một cái tế bào nằm trong da, nó giúp cho cái bạch cầu nằm trong da, nó chứa các cái ECR và các cái histamine trong chính lysosome của nó phóng thích khi kích thích. Thì cái phóng thích của nó thì nó khổ con cái, nó có thể phóng thích dưới tác động của ECR, chính là tác nhân gây dị ứng đó, nhưng mà nó có thể phóng thích cho những tác nhân khác. Ví dụ như trong trường hợp là chúng ta xúc động, chúng ta cũng có thể phóng thích, hay là căng thẳng rồi hay vận động, và thậm chí là nhiệt nóng hay nhiệt lạnh. Nó là cái cơ chế lý giải tại sao chúng ta có cái hội chứng là mề đay vô căn. Cái bệnh rất là thường gặp, gọi là nổi mề đay vô căn, sẽ luôn gọi là nổi mề đay nguyên phát. Thì các thuốc corticoid này có vai trò rất là lớn, làm ức chế sự tạo cái histamine và các cái chất dẫn truyền trung gian liên quan đến ứng viêm. Thứ hai làm cho cái màng của cái lysosome nó nhạt, nó càng giảm nhạy cảm, thành ra nó giảm hoặc là hòa màng, đảm bảo rằng lượng histamine nó phóng ra tối thiểu. Thì đặc thiên cái chúng ta dùng corticoid này đó thì nó phù hợp đối với những thể bệnh kéo dài, ví dụ như tràn da, mề đay, xin lỗi, tràn da rồi mấy cái bệnh phấn rồi bệnh vẩy nến vân vân. Chứ còn nếu như mà cái bệnh mề đay á mà chúng ta thoa vô thì tác dụng nó ít hiệu quả, tại vì cái thời gian để cho thuốc bắt đầu có hiệu quả nó kéo dài lắm. Và hiện nay dạo gần đây thì một số khuyến cáo đưa một số thuốc điều hòa miễn dịch, tất nhiên trong đó điều trị của bệnh nặng như là vẩy nến vân vân, hoặc là bệnh tất nhiên là những bệnh mà kéo dài, tràn da mãn tính và tràn da cơ địa dị ứng vân vân, thì khi đó sử dụng thêm một số thuốc điều hòa cơ chế miễn dịch như ức chế tế bào như montelukast, methotrexate vân vân. Nhưng mà cái thực tế thì tùy các anh chị ha, đây tôi không có bàn sau gì, bản thân tôi cũng không có xài nhiều, bản thân tôi chỉ xài cái methotrexate thôi. Giờ liên quan đến nhóm 2, nhóm 3 và thậm chí nhóm 4 thì chúng ta có một số thuốc, thì các thuốc này nó dùng cơ chế hoặc là chúng ta làm ổn định cái màng lọc thần kinh, hoặc là chúng ta sẽ làm sao giảm bớt cái kích thích từ ngoại biên đi vào. Thì thậm chí là chúng ta có một số cái thuốc là liên quan đến cái cơ chế là giảm cái hoạt động thần kinh trên não. Hiện nay chúng ta có nhóm chống động kinh là gabapentin, nhóm K3,
ở nhóm pregabalin và nhóm chung nhóm GABA. Thì gabapentin thì được biết đến nhiều trong việc điều trị viêm đa thần kinh mạng viêm, điều trị bệnh lý thần kinh mạng viêm cho đái tháo đường. Thì đó là tại vì cái vai trò của nó làm giảm bớt cái hoạt động não, hoạt động của cái tế bào, để nó phóng nó ức chế cái gamma amino trong cái synapse đó chị ạ. Thì khi đó nó giảm được cái hoạt động đó, giảm được kích thần kinh viêm về não, và nó có tính chất trung ương nữa, thành ra nó giảm được các cái tín hiệu trong não. Tính chất an thần thì nó giảm hoạt động não. Cái thuốc trong trầm cảm chúng ta có nhóm chọn lọc là sertralin và nhóm không chọn lọc clofazim. Cái thuốc này là chúng ta có thể mua được hết. Tôi thì do cái vấn đề là các thuốc tuyến trên á, cái chi phí nó cao, thành ra ít khi tôi xài hết. Nhưng mà bản thân tôi thì thấy là cái thuốc cũ nhưng mà vẫn xài được, nhóm có chế bào hồng vẫn xài được. Tất nhiên tác dụng phụ nó nhiều hơn rất là nhiều. Một số cái loại thuốc khác như là Zicoloba có thể xài được. Cơ chế không rõ ràng nhưng mà thực tế là nó cũng đáp ứng. Thì một số tác giả nói là nó liên quan đến cơ chế giống như histamine, mặc dù nó không có chứng minh rõ ràng. Đến đây thì tôi xin kết thúc cái bài báo cáo tại đây và dành thời gian còn lại cho cái vấn đề về các chị chất vấn những ca lâm sàng. Nếu như có thời gian là tôi sẽ bàn những cái ca lâm sàng bệnh nhân đầu tiên mà tắm xong hết thì đi cứu đó, thì tôi sẽ bàn cái ca lâm sàng. Xin cảm ơn các chị.